Bác sĩ Nina xin kính chào quý vị các bạn và các em. Hôm nay chúng ta đến với phần số 10 về điều khuyên cha mẹ. Chúng ta cùng nghe phần chữ Hán. Trinh yếu cua, chiên sử cân, ý u sơ, rấu u sân. Chiên bú rụ, yue phu chiên, hào chi xuế, tha ú yuyện. Thân hữu quá, gián sử canh, dì nguồn sắc, nhu ngô thanh, gián bất nhập, duyệt phục gián, hầu khấp tùy, thát vô oán. Nếu cha mẹ có sai sót, con cái nên khuyên cha mẹ thay đổi. Khi khuyên nhủ, sắc mặt các em, các con cần vui vẻ, lời nói cần nhu hòa. Nếu cha mẹ không nghe lời khuyên, thì đợi đến lúc cha mẹ vui vẻ trở lại, tiếp tục khuyên can. Nếu vẫn không được, thì gào khóc khẩn cầu, dù ta có bị đánh cũng không hề oán trách. Đây là sự xưa dạy lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện về Điền Văn khuyên can của mình nhé. Mạnh Thường Quân Điền Văn là một trong bốn vị công tử nổi tiếng của các nước chư hầu Sơn Đông thời Chiến Quốc. Cha ông là đại thần nước Tề Điền Anh. Điền Văn sinh ngày 5 tháng 5. Theo phong tục ngày xưa, đây là một ngày xấu, vì thế Điền Anh không cho phép người nhà vào nuôi dưỡng đứa trẻ này. Mẹ Điền Văn không nỡ bỏ con, đành trộm nuôi dưỡng. Tới khi Điền Văn lớn, mẹ ông mới đưa ông tới trước mặt Điền Anh, xin Điền Anh tiếp nhận. Nhìn thấy Điền Văn, lửa giận của Điền Anh lập tức nổi lên bừng bừng. Ông nói, sao bà vẫn còn nuôi nó? Sau này nó cao bằng xà ngang trên cửa sẽ hại tới người nhà. Nghe lời cha nói thế, Điền Văn vô cùng chấn định đáp, vận mệnh của con người do ông trời quyết định hay là do xà ngang trên cửa quyết định? Nếu do ông trời quyết định thì không ai thay đổi được, còn nếu do xà ngang quyết định thì chỉ cần nâng cao nó lên là được, sẽ không còn sợ có ai lớn lên cao bằng nó nữa. Điền Anh kinh ngạc. Ông cảm thấy đứa nhỏ này không phải là một người thường, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn, vì thế dần dần chuyển biến thái độ với người con này. Thì qua câu chuyện của Điền Văn khuyên người cha là Điền Anh, thì bác cũng hy vọng các bé sẽ học được cái cách thuyết phục bố mẹ mình khi mà các con đứng ra phân định đúng sai.